Những trái thơm có màu đỏ rực rỡ, dáng xòe đẹp như đuôi phụng bắt mắt, dùng trưng bày trong mâm ngũ quả ngày Tết, gọi là thơm đuôi phụng. Lần đầu tiên tại Quảng Ngãi, ông Trần Tân, thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa đã trồng thành công giống thơm này. Ông Tân chia sẻ, cách đây gần 2 năm, ông có theo dõi chương trình về nông nghiệp và thấy giống thơm đuôi phụng rất độc đáo. Ông đã lập tức mua giống về trồng thử tại vườn nhà. Ông Tân trồng cây giống và chăm sóc suốt hơn 1 năm rưỡi. Bản thân ông rất lo lắng về thành quả trồng cây và dịp tháng chạp này là lần đầu tiên những trái thơm đuôi phụng đã kết quả, hình dáng rất đẹp, khiến ông Tân vui mừng. Để trái thơm ra đúng vào dịp cận Tết, ông Tân có những bí quyết nhà nông riêng biệt. Thông thường vào tháng 5 âm lịch là thời điểm thu hoạch trái thơm để người dân trưng Tết đoan ngọ. Tuy nhiên nếu thu hoạch thời điểm này, thơm sẽ không đậu trái vào dịp Tết. Thơm đuôi phụng ra trái rất lâu, phải có thời gian đủ dài để trái ra đều và đạt hình dạng trái như mong muốn rất khó. Do vậy, ông sử dụng biện pháp kích đọt cây. Sau khi kích đọt thì nửa tháng là lên bức, 5 tháng sau thu hoạch. Tính như vậy, nhà vườn vào dịp cận Tết lúc nào cũng có thơm. Cây thơm có đặc điểm chỉ trồng một lần và thu hoạch từ 2 đến 3 năm sau. Từ cây thơm mẹ có thể nhảy từ 1 đến 2 đọt đối với thơm đuôi phụng và từ 4 đến 5 đọt đối với loại thơm bản địa. Do vậy, cây thơm phù hợp thổ nhưỡng nơi này. Những trái thơm đuôi phụng có thể trưng Tết được rất lâu, từ 1 đến 2 tháng.